Xin chào các bạn. Lần trước mình có làm một cái clip hướng dẫn anh em mua cái máy Redmi Note 7 và phân biệt giữa hai cái máy bản sách tay và bản quốc tế. Thì mình có hứa với anh em là hôm nay mình sẽ làm một cái clip để đánh giá chi tiết về cái máy này. Đánh giá chi tiết ở đây là theo cái gọi là cái cảm nhận của mình nhé, chứ mình không theo cái cảm nhận ở trên mạng hay là gì cả. Mình cảm nhận mình dùng như thế nào thì hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết cho anh em một cách chân thực nhất. Thì trong cái đánh giá chi tiết này thì rất là nhiều anh em hỏi cái sản phẩm này chơi game có tốt hay không. Thì thực sự là hôm nay mình sẽ làm đầy đủ hết luôn, chủ yếu là về vấn đề chơi game và những cái tính năng mà mình cảm thấy hay của chiếc máy này. Tính năng của nó có tính năng là mình cảm thấy hay ấy, chứ không phải là mình sẽ đánh giá về cái chuyên sâu về cái gì cả. Mình không quan tâm về đấy, mà mình sẽ đánh giá theo cảm nhận thực sự dùng của mình hay là cảm nhận thực sự dùng của khách hàng người ta phản hồi đến cho mình ấy, là cái máy này nó dùng như nào. Và chủ yếu là anh em ở trên mạng hỏi mình là cái này chơi game như nào. Thì hôm nay mình có chuẩn bị một chiếc iPhone 8 này, gọi là thánh chơi game thời điểm hiện tại, tất cả khách hàng đánh giá cho mình luôn. Không phải là Blackshark hay là không phải là một số máy cấu hình cao của Android, mà là cái máy này, máy 8 Plus này, là cái máy mà khách hàng của mình hay là tất cả anh em bạn bè mình đều đánh giá là chơi game tốt nhất hiện tại, chơi game ok nhất. Thì hôm nay mình sẽ so sánh hai con này về vấn đề chơi game nhau luôn. Nhưng trước tiên là mình sẽ nói chi tiết về cái cảm nhận của mình và cảm nhận của khách hàng phản hồi với mình khi mà mình bán chiếc máy này ra nhé. Anh em theo dõi chút mình làm luôn cho anh em. Thì hiện tại trên tay mình là chiếc Redmi Note 7 màu tím, phiên bản Trung Quốc người ta gọi là màu vàng hoàng hôn ấy, nhưng mà đây là màu tím theo cái dạng ánh từ hồng đến tím này. Phiên bản này bản thân mình thấy là đẹp nhất. Phiên bản này mình cầm trên tay là phiên bản RAM 4GB nhé, RAM 4GB bộ cho trong 64GB. Thì mình đánh giá một cái phiên bản nó ở tầm giữa. Thì cái máy này nó có 3 phiên bản tất cả, đó là phiên bản 3GB bộ trong 32GB, phiên bản 4GB bộ trong 64GB. Thực ra 4GB 3GB dùng hơn chênh lệch nhau nhiều đâu, và một phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 6GB bộ trong 64GB. Đấy, thì là hôm nay trên tay mình đang cầm ở 4GB màu tím hoàng hôn. Thì phiên bản này nó, máy này nó có 3 màu, đó là màu tím như này này, màu đen mà mình làm cái clip bóc hộp ở trước ấy, và một cái là màu xanh nó cũng ánh lên như này. Cầm trên tay ấy thì nó rất là vừa vặn. Nếu mà mình lắp cái ốp lưng vào xem. Lắp cái ốp lưng vào nhá, thì cái ốp lưng này là cái ốp lưng trong suốt. Ốp lưng này thì Xiaomi tặng theo nhá. Nó đẹp lắm, nó đơn giản thôi, nó khoe cái màu ra. Nó nhược điểm của cái ốp lưng này mà khi mua, các bạn mua máy thì nó bị camera nó vẫn bị lồi này. Mà camera lồi sợ nhất là bị xước. Thì thực tế mà nói ấy, thì bản thân mình bán cái máy này và mình bán cực kỳ nhiều luôn, thì khách hàng người ta có phản hồi lại là cái camera này nó lồi quá, thành ra là nếu mà không có bảo vệ đây thì nó xước. Nhưng mà đơn giản thôi, anh em lên mạng anh em mua một cái ốp, hoặc là anh em đặt mua một cái ốp mà nó cao hơn ấy, ở trên Shopee ấy, hoặc là trên chỗ nào đó thì nó có ốp cao hơn nó che đi được, hoặc là anh em có thể dán cái dán kính camera bảo vệ cũng ok. Nhưng mà nhược điểm của cái dán kính camera bảo vệ anh em nhá, nhược điểm của dán kính camera bảo vệ lúc mà nó chụp ảnh thì thường nó sẽ bị ánh ám xanh. Còn lắp ốp vào thì cầm nó không khác gì mấy đâu, không khác gì mấy, trên tay cầm nó hơi gọn, nó gọn đấy, nó không bị cấn này này, điển hình cái chỗ góc này đấy, như iPhone thế thôi, iPhone cầm cái góc này nó không bị cấn tay đấy, cầm thích lắm, cầm dùng cả ngày được, dùng một tay thao tác một tay nhá, mình tay mình to thì mình thao tác một tay được này, tay anh em là nhỏ một chút thì hơi khó khăn một tí, nhưng thao tác thoải mái này. Đấy, trên vừa hơn vừa là tí màn hình nó 6.3 inch mà. Đây. Đấy, màn hình 6.3 inch này. Mình thì mình quen dùng cái vấn đề 3 phím đây, còn nhiều anh em thì dùng vuốt vuốt được. Nói chung là phiên bản này là mình chưa chạy tiếng Việt luôn nhá. Phiên bản này mình vẫn chưa chạy tiếng Việt luôn, mình có cài CS Play này. Đấy, vào cài game PUBG đây, có cài CS Play đây và chưa cài tiếng Việt luôn, xin quyền chạy tiếng Việt được. Chào nó tới đây thư viện đây này. Đánh giá của mình thì về camera nhá. Camera của chiếc máy này là 48 megapixel. Đó, nói chung là cũng chi tiết, cũng đẹp, nhưng mà nhược điểm của camera này mình dùng thực tế ấy, thì nó bị ảo. Có nghĩa là chụp ảnh nó đẹp quá. Nó đẹp quá luôn ấy, nó đẹp một cách thái quá, không phải là nó trung thực. iPhone chụp ảnh nó rất trung thực luôn. Còn cái này nó đẹp một cách thái quá, làm mịn nó như của camera 360 ấy. Nó làm cho anh em nào mà yêu cái sự chân thực nên cảm giác không thích lắm. Còn các chị em mà chụp thấy nó đẹp quá thì thích. Đấy, bản thân mình thì cảm nhận thấy là như thế. Còn cái tính năng mà mình thích nhất ở trên chiếc máy này đó là tính năng hồng ngoại. Tính năng hồng ngoại để dùng để làm điều khiển TV đây này. Bên trong này nó có cái remote này, hay là bản tiếng Việt nó có sẽ là điều khiển mi nhá. Anh em vào đây nhá. Thì hiện tại là mình có một cái TV và một cái điều hòa Gri ở đây. Mình sẽ thử luôn cho anh em. Đây, ví dụ như là anh em thử cái điều hòa nhá. Đây, chọn Gri này. Đây, cái tính năng là mình thích nhất, và cái tính năng là bố mình và các bác đi mua máy cũng rất là thích luôn. Đây, thì mình có cái điều hòa Gri đang bật điện sẵn. Đấy, trên trong máy này nhá, mình ấn này. Đấy, điều hòa nó báo luôn. Đã ok rồi nhá, ấn yết này. Đấy. Yết luôn. Đấy, ok.
Đấy, điều hòa chi tiết lắm này. Đây báo 26 độ anh em nhé. Đấy có này. Rất chi tiết luôn, nó dùng được luôn. Đấy, còn cái tivi tí mình sẽ chia sẻ cái điều hòa nó có những cái điều khiển của điều hòa chức năng gì. Đây, mình sẽ điều khiển cái tivi tivi kia, tivi cái LG. Nó đầy đủ luôn. Đấy nhá. À. Đấy, nó ra menu này, ok này. Đấy, set up tivi luôn. À. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình sẽ ấy chi tiết điều khiển anh em nhìn nhá. Đây tivi, điều khiển tivi rất là nhiều chức năng luôn, có phím menu, phím quang lại, nó gần như một cái điều khiển thông dụng luôn. Tên to nhỏ ấn vào chi tiết này. Nó có cả các cổng ra AV này. Đấy, điều khiển cực kỳ chi tiết luôn, nó còn thậm chí nó còn hơn cả cái điều khiển ở nhà luôn. Nếu là smart tivi á thì đầy đủ luôn. Nó có rất là nhiều đây điều khiển điều hòa nó còn hay hơn cái điều khiển theo máy, theo tivi luôn, à theo điều hòa luôn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì nếu là tiếng Việt nó sẽ đầy đủ tiếng Việt này, tốc độ gió này, rồi hướng gió là các thứ này. Đấy, điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy các bạn nghe tiếng tít tít không? Đấy, ấn tắt đi này. Đấy, điều khiển rất là chi tiết luôn, nó chỉ còn chi tiết hơn, nó còn nếu có tiếng Việt nó còn hiển thị nó chi tiết hơn. Là cái điều khiển của cái điều hòa hay lắm, dùng hay lắm, mình thích cái này nhất luôn đấy. Có cái Xiaomi mà những cái Xiaomi cao cấp thì không có đâu nhé. Chỉ có những cái sản phẩm như Redmi mới có này. Không những tivi điều hòa nhé, các bạn nhìn nó có Mi Box này, Mi Box là kết nối với các thiết bị Mi Box. Hiện tại ở bên F3 mình có bán cái Mi Box này với giá 1.3 triệu ấy, để biến chiếc tivi thường thành smart tivi ấy. Có set top box nghĩa là cái đầu đĩa ấy, cái đầu đĩa này. Điều hòa này, quạt này có nhiều hãng lắm này. Quạt và rất là nhiều hãng này. Đó, tivi cũng cực kỳ nhiều hãng luôn. Cái này nó cực kỳ là chi tiết luôn. À, mình lưu ý là tivi không có tivi Asanzo nhé. Asanzo là một thương hiệu gọi là thương hiệu Việt Nam ấy, nó không như nó không có Asanzo, nó không. Mình sử dụng một số hãng tàu này nhưng không được khiển tivi Asanzo nhé. Nhưng tivi khác thì được. Tivi Sony á, Sony này, Samsung này, Sony này, LG vừa giờ làm rồi, Philips này, các thứ này được hết. Asanzo không được. Máy chiếu này, đầu DVD này. Cái đầu này là đầu như gọi là đầu Blu-ray các thứ ấy. Còn đây là đầu DVD này. Loa này. Smart box này. Đấy, nói chung là đầy đủ lắm. Cái này cái chức năng này là mọi người rất là thích luôn. Mà mình cũng rất là thích chức năng này ở trên máy này luôn. Mua một cái máy cao cấp. iPhone này làm gì có đâu? Chả làm gì có. iPhone này không có. iPhone này không có luôn. Không có chức năng đấy. Nhưng con này có chức năng đấy là mình dùng thích nhất. Bản thân mình thích nhất chức năng đấy. Còn chụp ảnh thì mình đánh giá là cũng bình thường thôi. Chụp ảnh rất là bình thường. Nghe nhạc cũng bình thường. Nghe nhạc cũng chỉ như những máy khác thôi. Đấy, còn ngoài ra những chức năng của Android thì được. Pin dùng tốt lắm, pin dùng cực kỳ tốt luôn, để qua đêm thậm chí chả mất phần trăm nào. Còn nếu mà khi các bạn tắt hết, nếu bật lên chỉ mất 1-2% như iPhone thôi. Mà các bạn dùng nghe gọi mình thông thường con này dùng được 3 ngày. Còn nếu mà các bạn nghe gọi các bạn dùng nhiều ấy thì dùng 1 ngày mình nghĩ là vô tư luôn, nhưng không phải không vấn đề cả. Đấy, cập nhật phần mềm mình thường xuyên, đây là cái hay của những sản phẩm này. Màn hình đẹp, màn hình rất là đẹp này. Màn hình rất là chi tiết nhá. Đó, đây mình sẽ đào một phần YouTube về, tí mình thử cái loa của nó xem như thế nào. Đây mình mới đào có PUBG thôi thì tí nữa mình chơi luôn. Đó. Đấy cái phiên bản nội địa thì nó không có Google. Thì các bạn biết là Trung Quốc người ta kiểm duyệt Google rất là chặt, có nghĩa là người ta không cho phép người dân người ta dùng Google hay là mạng xã hội như Facebook các thứ. Nhưng mà về Việt Nam mình anh em mình cài vào thoải mái. Nhưng mà nhược điểm của cái việc cài vào ấy thì chắc chắn là một điều nó sẽ hoạt động nó không được như cái bản quốc tế đâu, bởi vì dù sao nói thì mình cũng là cài lậu mà. Đấy, đúng không? Thì nó sẽ không được như bản quốc tế, nhưng mà mình cài vào được. Cài vào sau 15 ngày thì anh em chạy bản quốc tế vào thì nó chẳng khác gì con kia cả. Không khác một tí nào luôn. Không khác gì cái con này anh em mua ở Thế Giới Di Động hay là mua ở bản quốc tế tại bên mình bán ấy. Y xì luôn. Đấy, nhược điểm anh em thấy chưa? Nó đã hiện tại tải rất là khó này. Đấy, bao giờ cũng tải Google sẽ khó hơn một chút. Tới đây tùy theo mạng nhé. Nếu mà mạng mình tốt thì mình tải bình thường. Còn bây giờ thì trong thời gian chờ nó cái tải cái YouTube ấy. Thì bây giờ mình sẽ đây, nó lưu cái TV ra ngoài này, điều khiển ra ngoài anh em này. Đấy, lưu để anh em dùng nó dễ hơn này. Thú vị luôn. À có cái game Liên Quân nhưng mà mình thì không chơi Liên Quân, mình tao PUBG nhá. Đây bây giờ mình sẽ chạy thử luôn cái game xem như thế nào. Trong thời gian chờ YouTube thì anh em mình thử test game thử nhá. Mình hết thoát đa nhiệm đây này, thoát hết đa nhiệm của này xong con nào vào nhanh hơn nhá. Này một này, anh em vào luôn này, 1, 2, 3 này. Đó đấy, này xoay nhanh hết nhở. Tất nhiên là iPhone nó sẽ vào nhỉnh một tí, anh gọi thấy chưa, iPhone 8 lướt nó nhanh lắm, kể cả con Mi 9 nó không thể bằng con này được, đừng nói là con Redmi Note 7. Anh vào luôn rồi này. Đó. Vào chậm hơn khoảng 50% luôn.
Đấy nha. Mình bắt đầu chơi con này luôn này. Để so sánh ra. Trước tiên là mình phải chỉnh cái mắt sáng này đã. Chỉnh cái mắt sáng là nhìn nó sướng. Để xem màn hình con nào đẹp hơn. Đấy nha. Đấy, màn hình của con màn hình của chiếc Redmi Note 7 thì cũng rất là nhiều, rất là chi tiết luôn, màu sắc rất là sặc sỡ luôn, cũng đẹp, nó không thua kém gì mấy đâu. Đây, vào bên trong thậm chí nó còn màu sắc nó còn tươi hơn ấy. Đó, các bạn nhìn không, cùng góc độ này màu sắc Redmi Note 7 tươi hơn này. Đây, mình chỉnh cái độ phân giải này, chỉnh cái màn hình nhá, đồ họa nhá. À, con này đang chờ này, chưa lên được. Nó báo cái gì đó. À, con này cũng đang chờ nhưng mà HDR thì con Note 7 không có. Để chỗ độ mềm phim ảnh này thôi, để cùng chế độ mềm đi. Cái này phim ảnh thôi, để tối đa thế nào. Để tối đa luôn. Hay. Con này nó không chuyển HDR được nhưng con Note 8 được, à con 8 được. Này. Bay rồi, con này bay trước rồi. Đó. Mượt mà phết anh ạ. Bye bye rồi. Đấy, anh em nhìn màu sắc nhá. Màu sắc của con Note 7 tươi hơn. Note 7 tươi hơn, mình thì mình cảm thấy thích cái màu sắc của Note 7 hơn. Nhưng mà màu sắc của con 8 Plus ấy thì là nó thật, nó trung thực hơn. Tươi thì nó mang cái tính là phim ảnh nhiều quá. Đấy. Đây, nhảy luôn. Đấy, con 8 Plus thì nó mượt quá làm gì nữa, đúng không? À, cũng đâu đến nỗi đâu, anh em nhìn này, cũng mượt mà, không chỉ như HDR nhưng cũng mượt mà. Đó. Cũng đâu đến nỗi, đúng không? Chơi game được đấy. Mình chỉ biết chơi game mà thôi, mình chơi dốt lắm, mình chơi không giỏi đâu. Chỉ hết sáng này thì con nó bảy tươi màu hơn. Đấy, mượt mà ấy. Đó. Gần như là chỉnh full option, full đồ họa full rồi, nhưng mà cũng rất là mượt mà luôn nhá. Không có lỗi đâu. Âm thanh sống động lắm. Mình không có hai tay chơi game nên thành ra là con Note 7 mình chơi trước. Đây cái chơi con Note 7 thôi, còn con này con 8 mình kệ. 8 Plus mình kệ thôi. Mượt mà lắm. Không tệ. Một chút nào luôn đấy. Âm thanh cực kỳ sống động, không tệ một chút nào luôn. Rất là mượt mà luôn. Họ đây, bên này con đang địch bắn này. Đây chắc là bot thôi, mới chơi mà. Đâu rồi? Nó đứng đâu nhỉ? À đây. Súng mới, đồ chơi mới. Mượt lắm. Ok đấy. Nói chung là anh em khỏi cả 15 tăng vào game luôn nhá. Nó 7 chơi game ok luôn. Đó.
chơi game ok vào cũng chỉ chậm hơn iPhone 8 Plus một chút thôi, nhưng mà đấy là so sánh một cái cực kỳ khập khiễng. Còn màu sắc thì mình thấy tươi hơn một chút đó, đúng không? Đây, để tải xong cái YouTube đây này, vào cái YouTube luôn. Đó, ok này, mình sẽ mở một một cái clip 4K đi nhỉ, một cái clip 4K. Đây, clip con chim thần thánh này, test suốt ngày đây. Đấy, trình full màn luôn. Đây, test Sony. À, trên này, trên máy nó chỉ báo được đến Full HD thôi, bởi vì màn hình con này Full HD mà không thể chỉnh lên được 4K thôi, chỉnh Full HD xem nó nào. Cái mạng của nhà mình nó hơi chậm. Đấy, nhưng mà nó cũng lót được luôn này. Đấy, anh em thấy không? Chi tiết lắm. Đây, mở thử cho con, mình cũng đang YouTube trên con iPhone 8 luôn nhé. Mình cũng mở thử cùng một clip luôn. 8 Plus. Loa 2. Đây là nó có một loa ở đây, một loa phát ở trên này. Còn bên bên này nó đối xứng nhau này, một bên là mic anh em nhé. Rất nhiều người hiểu nhầm đây là hai cái loa, nhưng thực ra một bên là mic, một bên là loa này. Đó. Mình chạy luôn con này. Đấy, màu sắc cực kỳ chi tiết luôn nhá. Chi tiết vô cùng luôn. Mình đẹp lắm. Mình Note 7 rất đẹp luôn, trong tầm giá cực kỳ tốt luôn đấy. Thằng nào mà chiếc máy này nó bán chạy kinh khủng như vậy luôn. Bởi vì mà hình đẹp đó, anh em nhìn rất là đẹp luôn này. Chi tiết một cách kinh khủng luôn. Đây là cái clip 4K nhưng mà trên máy này nó chỉ cho chạy Full HD thôi nhé. Bởi vì màn hình của con này nó chỉ là Full HD thôi, Full HD cộng thôi. Hồng hạc, đẹp chi tiết luôn. Từ cành lá nhìn nó rõ, nó không có một cái gọi là một cái gì đó nó sai lệch kìa, bởi vì màu cái sắc nó quá đẹp luôn. Tí mình sẽ bật con 8 mà lướt lên so sánh hai cái màu sắc vào với nhau xem như nào. Đây, 8 mà lướt được xong. Mình sẽ làm cùng một clip này luôn. Clip con chim đâu. Đấy. iPhone nó mượt mà. Màn này anh chỉ cho lên đến Full HD thôi. Đấy nha, anh em cùng cảm nhận nha. Mình đang chờ nhá. Đây, anh em xem này, đây là mắt sáng như nhau. Đấy, không thua kém luôn. Cái này màu dịu, cái này màu tươi. Đấy, màu tươi hơn nhiều. Với cái giá mà chiếc máy này nó bán với giá tầm trung loanh quanh 4 triệu và cái máy bán máy cũ với giá 11 triệu thì bản thân mình xem clip mình thấy gần như không khác gì nhau luôn. Nó đẹp, nó rất là đẹp, mà con màu này nó tươi hơn nếu dành cho những cái bạn mà thích màu sắc tươi, còn cái này màu sắc nó trung thực hơn. Tươi thì nó nhìn nó nịnh mắt, rất là nịnh mắt. Như ví dụ như đây, nhìn rõ quả ớt rồi nhé, quả ớt này cảm giác bóng bẩy hơn, nó cảm giác như các bạn nhìn vào một cái chanh ấy, cái chanh mà nó được làm Photoshop ấy. Còn cái này cảm giác như các bạn nhìn ở ngoài. Thì chiếc iPhone nó sẽ đem lại cảm giác rất là chân thực, cực kỳ chân thực luôn. Còn chiếc này thì nó đem lại cảm giác là phim ảnh, như nào có nghĩa là như các bạn đang xem một bộ phim, chứ không phải như các bạn đang xem một cái cảnh thực sự ngoài cửa sổ. Thì cái Note 8 nó đem lại cho anh em cảm giác như anh em đang iPhone 8 mình xin lỗi, cái iPhone 8 nó đem lại cảm giác anh em nhìn như anh em đang nhìn ở ngoài cửa sổ thôi, nó đẹp một cách chân thực. Còn cái Note 7 hay là thậm chí là dòng Android khác ấy, thì anh em sẽ cảm thấy nó đúng là một bộ phim,
nó đem lại cái bộ phim nó với cái màu sắc rất là tươi, rất là thích mắt. Đấy là cảm nhận của mình là như thế. Nó còn về chức năng ấy thì trong tầm giá 4 triệu thì anh em dùng con này là quá là ok luôn, pin tiếc đẹp. Vấn đề sang chảnh ấy, sang chảnh thì tất nhiên là con iPhone 8 mà lớn nó sang chảnh hơn nhiều rồi. Đấy, còn chi tiết thì đơn giản nó chỉ như thế thôi, mình thích cái gì nào, mình thích cái điều khiển của nó chắc chắn là cái máy cao cấp, thậm chí con này không giờ có luôn. Thậm chí Gen Max, thậm chí cái máy rất là nhiều tiền nhưng không có một cái điều khiển nó thuận tiện như này. Ở nhà mình có thể vứt hết tất cả cái điều khiển đi và mình dùng cái điều khiển này cũng được, bởi vì là TV nhà mình có một cái TV Samsung thì mình không xem được. Nhưng cái TV LG giữa nhà mình là đều xem được hết. Đầu đĩa nước để dùng được cả, dàn âm thanh cũng dùng được luôn. Đấy là cái mà mình thích ở trên máy này. Office các thứ cũng dễ dùng lắm, cũng không có gì phức tạp cả. Còn mình có một khách hàng phản hồi ấy, là cái chiếc máy này nó dùng cái phiên bản Office, bởi vì là anh ấy có một cái là công trường thì làm xem Office, xem cái gọi là cái sơ đồ của anh ấy thì nó load hơi chậm so với iPhone nó load nhanh hơn, thì cái đấy anh bỏ mình thế thôi, chứ còn lại toàn bộ là các thứ dùng đều ok. Cầm chơi game nó không cần tay đâu, hay cầm xem phim thì có xem cả ngày cũng được. Đấy, nó không phải cần tay, sạc thì rất là sạc nhanh. Sạc theo máy thì nó không phải là sạc nhanh, nhưng anh em có thể mua một cái sạc nhanh ở ngoài, sạc nhanh 3.0 hoặc 2.0 được, nên 9V được là đều sạc được nhanh. Sạc này thì sạc hết pin khoảng 2 tiếng rưỡi sẽ đầy, còn sạc nhanh 1 tiếng rưỡi thôi. Đấy là cũng là ok, vấn đề pin 4.000. Nhược điểm là cái ốp lưng của cái mắt camera nó hơi cao, thành ra cái ốp lưng tặng theo máy có thể là dùng dễ bị xước mắt camera. Trong trường hợp anh em phải dán hoặc anh em mua một cái ốp cao hơn. Vân tay nhạy lắm. Cái vân tay rất là nhạy nhá. Đây anh, mình không cài vân tay này. Mình không sợ là mình bật ấn vào đây nó bật lên được này. Đấy, mình không cài vân tay nhá. Không cần tắt đi này, thì anh em giữ nút này nó bền lắm, thì sờ tay vân này, đấy, sờ này, đây nó cũng bật lên, đấy là cái là làm của chiếc máy này nó iPhone không có, iPhone thì sờ thoải mái không mở được này, đấy là nó làm cho nút này nó bền, anh em không phải tắt đi nhiều, đấy là cái mình thích ở trên máy này nữa, vân tay nhạy lắm, vân tay nó đây rất là nhạy luôn, cài đúng tay nó mới mở được, nhưng còn đây bây giờ mình không cài, đấy cũng đầy đủ chứng tính năng, đúng là bảo mật khuôn mặt các thứ đều đầy đủ hết, nó không có gì phải suy nghĩ luôn, tất cả dùng ok. Máy này hiện tại bên mình đang bán bản rẻ nhất là 3.550.000 anh em nhé. Cảm ơn anh em xem clip, thì lần sau anh em mà muốn đánh giá dòng máy nào thì cứ bảo mình cảm thấy ok, mình có sẵn máy thì mình sẽ làm clip cho anh em luôn. Tạm biệt anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi.